Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không bao giờ thỏa hiệp với cái ác bịa đặt. Khác với nhiều nghệ sĩ, Đàm Vĩnh Hưng lại chọn hình thức phát clip lời chia sẻ lẫn thách đấu của mình với bà Phương Hằng khi tố anh nhận được 96 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện, chứ không phải con số nhỏ hơn nhiều lần mà anh từng công bố. Mr. Đàm tuyên bố sẽ mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình. Sáng ngày 5 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng đã viết status đầy bức xúc để chính thức thông báo đang chuẩn bị hồ sơ kiện tụng những người đã xúc phạm mình. Trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ nhấn mạnh, vài dòng ngắn gọn của Hưng để tránh mọi hiểu nhầm của khán giả, các fans, đặc biệt là những người đã tin tưởng và ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng nhé. Như đã tuyên bố, Hưng sẽ không đôi co, nói qua nói lại vì không cần thiết và không phù hợp trong lúc cả nước đang vất vả chống dịch. Hưng đang tập trung ráo riết cho vụ kiện. Tất cả những clip linh tinh mà mọi người đang xem là giả mạo và cắt ghép từ những live stream của tôi và Vũ Hà từ 4 tháng trước, thậm chí nhiều năm trước. Những sản phẩm bẩn này cũng sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc, cứ đón xem. Nên mọi người đừng để kẻ xấu dẫn dắt mình đi theo ý họ nhé. Hãy thật bản lĩnh và quan sát kỹ. Xin lưu ý, Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ có ý định thỏa hiệp với cái ác và bịa đặt vu khống làm ảnh hưởng thanh danh của mình. Tất cả những phát ngôn chính thức của Đàm Vĩnh Hưng là luôn luôn có đăng tải trên fanpage này, trang cá nhân, kênh YouTube Đàm Vĩnh Hưng, TikTok Đàm Vĩnh Hưng Soái Ca. Ngoài ra đều là giả mạo. Xin cảm ơn cả nhà, kính chúc cả nhà luôn được bình an. Thông tin ông Hoàng Nhạc Việt bị tố ếm 96 tỷ tiền từ thiện gây chú ý dư luận những ngày qua. Gần đây, dân mạng tiếp tục xôn xao khi xuất hiện loạt clip nam ca sĩ livestream cùng Vũ Hà. Đáng chú ý, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu cho biết mình hiện đã bỏ qua những hiểu lầm và hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với người chị thân thiết. Dù không nói rõ đích danh, nhưng nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang ám chỉ đến bà Phương Hằng và đồn đoán hai người đã giải hòa sau ồn ào. Trước đó, khi xuất hiện tin đồn ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ đưa sự việc ra ánh sáng. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ mong muốn nam ca sĩ thực hiện trước khi vụ việc sáng tỏ là sao kê số tiền Mạnh Thường Quân chuyển vào tài khoản trong thời gian kêu gọi từ thiện. Hiện nay, chưa có nghệ sĩ nào công khai sao kê chi tiết đầy đủ số tiền các Mạnh Thường Quân gửi vào trong những đợt kêu gọi từ thiện. Trên thực tế, việc sao kê tài khoản ngân hàng là việc hoàn toàn có thể làm của những người nhận quyên góp từ thiện. Nhiều quỹ quyên góp và ngay như một số nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ từ thiện vẫn cập nhật danh sách cùng số tiền của người đóng góp. Bên cạnh đó, họ cũng công bố số tiền hay vật chất đã ủng hộ để người đóng góp tiện theo dõi. Dựa vào đây, người quyên góp cũng sẽ thấy an lòng khi số tiền của mình đã được chuyển đến nơi cần nhận. Nhiều nghệ sĩ trước nay kêu gọi ủng hộ từ thiện chưa có ý thức để làm việc này. Như ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ, khi tới miền Trung cô không suy nghĩ nhiều mà cứ làm thôi. Bên cạnh đó cũng không có kinh nghiệm và thấy áp lực khi nhận được số tiền đóng góp quá lớn. Và công chúng thì hầu như đặt hoàn toàn lòng tin vào phía nghệ sĩ mà mình gửi gắm tấm lòng mà không hề mảy may suy nghĩ. Tuy vậy, thời gian gần đây, không ít những vụ việc xảy ra, từ lùm xùm trong việc chậm giải ngân số tiền hơn 13 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung của nghệ sĩ ưu tú Hòa Linh, cho đến việc ca sĩ Phi Nhung đồng ý để người quản lý giữ toàn bộ số tiền mà người con nuôi Hồ Văn Cường làm ra trong suốt bao nhiêu năm, khiến không ít người nghi ngại. Công chúng đang có nhiều câu hỏi về việc làm từ thiện của nhiều sao Việt và nhiều sự việc khiến họ phải nhìn lại việc đặt lòng tin của mình.